Ngay trong đêm đầu tiên thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Bến Tre để phòng chống dịch COVID-19, tại các khu vực công cộng như công viên Đồng Khởi, công viên Bến Tre và nhiều tuyến đường đã trở nên vắng vẻ người và phương tiện giao thông, không còn việc tụ tập đông người vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các quán cà phê, quán ăn đều tạm ngưng hoạt động. Bản thân của chị thì cũng là cái người buôn bán. Thì chị thì cũng theo cái quy định của nhà nước, địa phương, cơ quan nhà nước thì khuyên mình là khuyến khích là cho người dân là mua đem về và giữ sức khỏe cho người đi mua và người bán ở tại chỗ. Thì chị là khuyên như bà con tới thì chị cũng khuyên là nên là mua đem về, với bản thân của chị trong quán giờ là chị đã dẹp hết thì cứ mở bán để cho có hình thức thôi. Mà lỡ như có một hai người khách mà kiểu như họ lỡ đường họ muốn ăn được tại chỗ á, thì chị sẽ dành riêng hai cái bàn và khoảng cách hai bên hơn 2 mét xa lắm. Nên là mình cũng vừa giữ sức khỏe cho mình rồi giữ sức khỏe cho khách. Chỉ thị số 15 ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định không được phép tổ chức hoạt động tập trung từ 20 người trong một phòng. Còn đối với các khu vực bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện thì không tập trung từ 10 người trở lên và cần phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét. Ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác và khuyến cáo mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Tuy nhiên, theo chỉ thị số 15 thì các siêu thị, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Do đó, người dân không nên quá lo lắng, dẫn đến việc mua lương thực, thực phẩm dự trữ vừa gây bất ổn thị trường, vừa không đảm bảo các nguyên tắc trong phòng chống dịch bệnh.